Làm gì? Làm gì? Ai làm gì bà? Cái tự nhiên vậy? Coi, coi sao quýt vậy ba? Sao? Bà kể mày quýt người ta. Thôi, đủ rồi. Chị ba không chơi với tí Yến nữa đâu. Không chơi nữa. Đây, 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 đây. Sao? Ở đây luôn khỏi gì à nha? Út? Út sao ở luôn khỏi gì ở? Hả? Vậy là lấy cà phê, lấy mì ly, lấy 2 ly đi, anh đến đưa thêm, đưa tiền nhẫn đi. Lấy thêm 1 ly nữa. Cho con nữa, lấy thêm 2 ly nữa cho má Trần Yến ăn. Má Dương Yến 1 ly mì không cay. Còn Đàn Tý 1 ly. Em với cậu 1 ly. Trần Yến là nó xì đói. Tại đang cháo. Đi anh tới kêu mấy ly đi. Đấy, đấy. Nó nói bà đừng nói gì, bà bảo cho tôi ăn mì gói gì, bà nói nữa. Đây, cho ăn là phải quỳ mới này. Bằng trứng này, cho ăn là phải quỳ này dài, mà cho ăn mới chịu ăn này. Ăn mà đưa vậy sao ăn? Ngang ngược. Cô ăn xong rồi, cho ăn này, mẹ đút con ăn nào xong rồi, tí nữa con đừng quánh má nha. Mấy ngày còn nữa nè, cho hết cho nhẹ. Còn bánh nữa lên xe tụi nó ăn. Còn mấy hũ nữa kìa. Ừ, này ơi. Mô Phật ơi, Út mô Phật. Mấy ngày nay không mô Phật á, mô Phật ơi. Thấy con gà cho ăn miếng mà mô Phật. Lít con. Mô Phật ơi. Út mô Phật em. Mô Phật. Anh lít con ơi. Má cho ăn với bà cho ăn mà bà bắt tôi mô Phật kiểu vậy đó. Mô Phật ơi. Mô Phật. Cũng gà mà. Thật lít con. Dạ Út, dao. Út ơi. Út. Út bà. Út thương bà không? Đi chơi về hết tiền rồi cho bác cái mì gói. Út đi chơi hết tiền rồi bác cái mì gói. Dấu cái nói thôi đừng nói nữa. Đúng rồi, ý cái vả tay đừng nói nữa. Bà đừng nói tôi nữa, bà dụ tôi ra đây cho mày bỏ cái mì gói. Bà đừng nói nữa làm gì. Ý nó vả tay nói vậy đó. Thôi thôi đừng nói nữa. Hết hồn mày. Nãy giờ mấy lần rồi đó. Đây. Nhưng mà cũng thấy mày gói hơn mấy anh ấy kìa. Anh thấy mày gói không thèm. Yến sao Yến? Buồn quá hả? Tôi thất vọng vì bà quá hả? Bà rủ tôi đi xong mà cho ăn mì gói vậy à? Sáng ăn cơm miếng cháo xong giờ cho ăn mì gói vậy đó. Vậy mà còn ăn nữa chưa? Khói ăn chứ bộ.
Rau, ốc. Ốc sao em? Ăn gì nữa không con? Xin xin lấy cho vua ăn nha. Lấy cho vua cho nó ăn hả anh Hùng? Và mua gì còn nó chưa có ăn. Ăn gì đâu mà quá trời ăn, giờ trưa rồi mà. Giờ lấy cái nồi anh trường xong rồi lấy cái bịch mấy hũ vô cho nó ăn, với lên xe ăn đổ á. Cho đứa ăn hũ nha, đã nó đi. Lên xe nó ngủ rồi. Nghe ngon ăn vô nha. Đã tốt đừng ruột. Uống nước ngọt không có tốt đâu. Nước ngọt hư răng. Uống nước ngọt hư răng nữa mà nó còn đặc, còn tăng gấp mấy chục lần ung thư, tăng 20 lần luôn. Không mang nước ngọt đó. Nắng quá. Lý lái giùm cho ba đi chứ bà. Đi cho cái dù đi. Trời ơi, ra có hai bước mà đi cái dù làm không. Chịu khóa đi. Ba mở rồi mà ba mất rồi không được nữa. Con ghét mùi xe. Con ghét mùi xe hả? Dầu đâu có đem xuống đây đâu. Ở Bắc Hùng có dầu cái này không Bắc Hùng? Ở đây Bắc Hùng có dầu nè con. Tí Bắc Hùng có dầu nè. Sao hai mẹ con sao? Vô cái giọng mừng quá hả mày bà? Mấy ngày nay đâu có đi làm giỏng đâu, nay đừng làm giỏng đi. Mày cười.